Vâng, xin chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của cửa hàng âm thanh Long Tép. Tối nay vào lúc 19:30, tức là 7:30 tối ngày hôm nay, bên em sẽ xả cho các bác một cái lô mix đến từ thương hiệu Happy Party, giá rất là rẻ thôi, từ 1.400.000 đồng trở lên, tùy theo loại. Thì đây là một cái thương hiệu rất là nổi tiếng mà bên cửa hàng em cũng bán rất là nhiều trong thời gian vừa qua, đó là Happy Party nội địa của Trung Quốc. Cái phiên bản này, phiên bản nó rất là đặc biệt các bác, nó sử dụng cái côn này, côn nó hơn hẳn những cái dòng mà trước ta hay thấy. Nếu như trước đây các bác sẽ thấy những cái dòng mix Happy Party, những cái dòng này nó sẽ dùng côn này này. Đấy, để em lấy cho các bác xem. Đây, trước đây là các bác sẽ thấy là nó sử dụng cái loại côn này, côn loại này nhá, côn loại này thì các bác nên tránh nhá, cái côn này là không nên mua. Vì côn này thì bên em cũng làm một số lần là bên em thấy cái chất lượng cái côn này rất là kém, mà bên em hầu như là không không làm, nó bỏ. Có cái loại côn này về thì bọn em phải thay côn khác, bọn em bán, những cái côn này không không dùng được. Cho nên mà các bác lưu ý là các bác mà đang dùng mixua ấy, cũng chủ yếu là côn này nhá. Đấy, mixua cũng côn này, hoặc là các bác đang dùng những cái dòng mix khác mà loại mà đang dùng côn này thì chúng ta nên tránh nhá, chúng ta nên không nên dùng, cái côn này tiếng rất là kém, không hay. Đấy. Cái bản bình thường trước đây ấy, bên em cũng từng bán ấy, là nó dùng cái loại côn này. Đấy, dùng cái côn này nữa. Thì cái côn này thì không ăn thua. Và hiện nay cái phiên bản này thì nó đã chuyển sang cho chúng ta cái côn này, giống như cái dòng côn của Bayer. Và côn này tiếng thì rất là hay. Test thử rồi, côn này bao phê luôn. Đấy, rất là hay luôn các bác nhá, côn này côn cực kỳ là hay luôn. Đấy, các bác xem cái côn này, nó khác nhau một trời một vực luôn. Nếu như dân trong nghề lại nhìn hai côn này các bác biết rồi. Đấy, em là thực sự là không biết sao cái côn loại này, loại này là em là dị ứng luôn này. Nhìn thấy là em rất là sợ. Còn côn này thì chơi rất là hay. Bao hay cho các bác luôn. Thì tối nay thì bạn em sẽ livestream là cái loại này này, còn cái loại này thì bán rẻ luôn. Nếu bác nào lấy thích loại này thì bên em sẽ tối nay cũng thanh lý, giá chỉ từ hơn 1 triệu rồi. Đấy, từ hơn 1 triệu một loại như thế này. Còn các bác lấy loại này thì ok. Đấy. Sẽ có loại xấu loại đẹp, như loại này thì sẽ loại đẹp như thế này, tay như thế này thì nó sẽ hơn cao hơn một chút. Còn những cái bộ mà tay nó xấu hơn thì bên em sẽ bán rẻ hơn. Rẻ hơn một chút. Thì tùy theo các bác thôi, các bác lấy loại nào cũng được. Còn tay này thì là bao phê rồi, đẹp rồi. Đấy, mic thì bao hay luôn. Đấy, thợ nhà em đây đang vệ sinh lau chùi đây. Đấy, toàn bộ côn là chuẩn hết các bạn. Đây, côn kia là chuẩn hết một loại côn. Còn cái loại này thì tối nay bên em bác nào mà muốn thích loại này thì vào nhá, em cũng bán rẻ thôi. Loại này có mấy bộ, thanh lý luôn cho nó gọn nhá. Loại này thì bán tầm hơn 1 triệu. Đấy, 1 triệu mốt gì đấy thôi. Đấy, bán cho các bác. Đấy, các bác xem này. Đấy, các bác tối nay nhá, vào cái cửa hàng em để chúng ta lựa chọn cho mình những cái bộ mic hay nhất. Xin cảm ơn tất cả các bác.